Gà mất thì cả bốn nhằng nọ ăn nó mò đàn tu chi rằng rạch gần tu nọ gà rồ à gà sát thà chất phụng mắt thà đề hòa nà gà mất thì cả bốn nhằng nọ ăn nó mò đàn tu chi rằng rạch gần tu nhà ta vô à gà sát thà chất phụng mắt thà đề hòa nà gà mất thì cả bốn nhằng nọ ăn nó mò đàn tu chi rằng khăn tu bà ni nô a ca sát tha cha phum mát tha đề hoa na ga mất thi ca bốn nhân nô a nô mô đàn tu chi rằng rắc khăn tu nô sa đà chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều long vương thần lực có nhiều đồng sinh quan hỷ phật đều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyền thuộc cánh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui thụ đạo màu tu hành tinh tận ngõ hầu vô sanh văn kinh chế của sa la cấm mạng cách tắc băng kỳ ri văn ma ma ca về na qua cha Manasati dasse sugatang katang ye satta sanyino atti ye cha satta asanyino katang bunya phalang mai hằng sắp bê pha ri pha quan tu tê ye tăng katang sui đi tăng Thana cha nan ti đề hoa ganh toa ni quê đa dâm sắp bê lô cầm hi dê sát ta trì quan ta ra hê tu ca ma nôn nhăn phô cha năng sắp bê la phàn tu ma ma chê ta sa tích phước căn con đã tạo thành do cầu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đau lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an phước con hồi hưởng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay có người làm phước được rày lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sinh an mạng trường sinh thâu phước bảo cũng dường hóa thành thực phẩm mùi hương thọa lòng y đằng nô nhà ti nàng hồ tu su khi tạ hồn tu nhà tạ vô xin cho phước xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây đến với thân bằng quyến thuộc của chúng con đã quá vãng rồi cầu xin cho các vị ấy hằng có được sự yên vui y đăng quá ta mê buôn nhân a sa bắc ca già quá hằng hồ tu xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Dạ con kính cảm ơn Ngài Trí Đức đã truyền tam quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con. Con cũng cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng đã cùng con lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Dạ, phước báo nào có được ngày hôm nay con cũng xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội. Mong rằng quý vị quan hệ thọ dụng đồng đều nhau cả tại. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẹ. Con kính dâng mít cho Ngài Trí Đức để Ngài dạy bài học hôm nay. Và con kính dâng mít trở lại cho Ngài. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tâm Bài Giá, Nam mô Sân Thầy Giá. Trước tiên, trên lễ Chư Tôn, trên Đức Tăng, trong những nước Nam mà chúng tôi không được rõ, chào quý ni sư, quý cô tu nữ, chào chư thiện nam, tín nữ, thiện hữu trí thức. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 354.
Và trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo Ratanatayasawanda Mi Kutu Mahesi Arahan Tathai Ratolo Kutamo Tapakaru Hichet Thakolo Kasasathai Chanadam Maku Vido Vanda Mahantan Narapu Chanay Yatan Như Lai Giác Ngộ Pháp Màu Ngài Bậc Trí Thức Không Đâu Sánh Bằng Thoát Ly Trần Não Trói Trăng Tối Thượng Giáo Chủ Chi Năng Vô Lượng Từ Đế Ngài đã tin tưởng Thông Minh Dạy Bảo Dân Lương Thoát Trần Con xin đại lễ Phật Âm Đáng cho thiên chúng Nhân dân cúng dường Tâm Mô Bất Đi Bồ Giác Tá Sá Sáp Tô Nô Lô Ca Nam Mạnh Thá Sá Vĩ Nà Ca Rô Cô Tắp Bành Nhô Bút Thóc Bất Đi Phù Thí Sành Nhá Tô Hoàng Đà Má Hành Tần Đá Rá Phù Cha Này Giác Tần Pháp Bảo Quy Nhân Vạn Như Lai Khơi Sáng Vạt Màng Vô Minh Phá Tan Lầm Đặc Dũng Sinh Đệ Nhân Phật Tổ Quang Minh Rõ Ràng Con xin đại lễ Pháp Quang Đáng cho công chúng nhân gian cúng dường Sân Phô Quý Số Thô Thu Cá Tá Sá Sa Vô Cô Sích Tha Thu Cà Mô Vô Rất Thầm Mất Sích Khắc Vô Niên Đà Bạch Sân Sa Lý Á Nà Đá Rô Quá Rô Hoành Đà Má Hình Tần Ná Rá Phù Cái này Giác Tần Tăng Bảo Thinh Bao Phật Đà Tâm Học Môn Rõ Để Mà Thoát Thân Các Ngài Thanh Tịnh Đi Trần Xa Lệ Thiệu Pháp Phàm Nhân Ai Bị Con xin đại lễ Tăng Hy Đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Tất cả nát tây gia tề chê nát sê kha mê e tu quá tha năng ta sa pi a nú pa vê nát sa hạ sa dê nát sê chạc tu cầu xin Tam Bảo Uy Linh cho con tấn hóa thông minh học hành mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao nam mô bức thà dạ Phần tăng dân ăn Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 354. Như thường lệ, chúng tôi xin hướng dẫn trước. Sốc bát đà nâng thầm mát đà nâng chi đà tị. Sốc bát đà nâng thầm mát đà nâng chi đà tị. Sắp bá đà năng thầm bá đà năng chi đà tị. Bây giờ chúng ta qua câu số 2. Sắp bá ra sân thầm bá ra sô chi đà tị. Sắp bá ra sân thầm bá ra sô chi đà tị. Sắp bá ra sân thầm bá ra sô chi đà tị. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này. Sắp ba đà năng thầm ma đà năng chi nà tí sắp ba ra sẵn thầm ma ra sổ chi nà tí. Sắp ba đà năng thầm ma đà năng chi nà tí sắp ba ra sẵn thầm ma ra sổ chi nà tí. Sắp ba đà năng thầm ma đà năng chi nà tí sắp. Ba-ra-sang-tham-ma-ra-so-chi-na-ti. Rồi bây giờ chúng ta qua câu số 3. Sap-ba-ra-tin-tham-ma-ra-ti-chi-na-ti. 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 Rồi bây giờ qua câu số 4. Tăng hắc hạ vô sắp bát đục thần chi nà tị. Tăng hắc hạ vô sắp bát đục thần chi nà tị. Tăng hắc hạ vô sắp bát đục thần chi nà tị. Bây giờ chúng ta ôn lại câu 3, câu 4. Sắp ba ra tìm thầm ba ra tì chi nà tì tăng hắc hai vô sắp ba đục thần chi nà tì sắp ba ra tìm thầm ba ra tì chi nà tì tăng hắc hai vô sắp ba đục thần chi nà tì sắp
Paratin tham marati china ti tăng hấp thay yo sắp ba đúc thăng china ti. Bây giờ chúng ta ôn lại nguyên bài này ha. Sappadanang thammadanang chinati sapparasang thammaraso chinati sapparasin thammarati chinati tang hakkayo sappadukkang chinati. Sappadanang thammadanang chinati sapparasang thammaraso chinati sapparasin thammarati chinati tang hakkayo sappadukkang chinati. Sappadanang thammadanang chinati sapparasang thammaraso chinati sapparatin thammarati chinati tang hakkayo sappadukkang chinati. Nếu giọng kinh thì chúng ta chỉ có một giọng đọc ha. Chúng ta chỉ có một giọng đọc, không thể chia hai được. Bởi vì cuối câu số 2 nó là đoạn âm chứ không phải là trường âm. Còn quý vị nếu mà đứt hơi thì nên dừng lại nơi trường âm bất cứ chỗ nào. Quý vị cảm thấy chỗ nào và mệt nghỉ thì nên nghỉ nơi trường âm rồi chúng ta tiếp tục. Còn nếu mà cuối câu số 2 nó là trường âm thì chúng ta cảm thấy rất là dễ chịu ha. Còn câu hơn câu này hơi khó chịu, bởi vì câu số 1 cũng nói lên cái vấn đề thắng, câu số 2 cũng thắng, câu số 3 cũng thắng, câu số 4 cũng thắng. Nghĩa là đây là một câu Phật ngôn mà tiến lên, không được thụt lùi, thắng chứ không có thua. Cho nên cái giọng kinh chỉ có một giọng, có một giọng kinh mà thôi. Quý vị bảo đảm rằng hơi của quý vị sẽ dài hơn chúng tôi ha. Rồi, đó là giọng kinh ha. Ôn lại giọng kinh lần nữa ha. Sappadanang thammadanang chinati sapparasang thammaraso chinati sapparatin thammarati chinati tang hakkayo sapparukkang chinati. Thắng tùm lum luôn hả? Rồi. Nói thắng tùm lum vậy nha, bữa không chấp thua hả? Không dám đưa tay. Bữa nay không biết có thắng không. Rồi, bây giờ qua dòng kể. Đây là một câu kể mà chúng ta thấy 11 từ ha. 11 từ. Với 11 từ này thì chúng ta chia ra là 4, 4, 3. Nhớ cái lối kể 4, 4, 3. Cố gắng dùng một tí đọc lần hai câu, đừng bao giờ kể đọc từng câu một. Nếu mà kể quý vị đọc từng câu một thì nghe nó rời rạc lắm. Cố gắng đọc một lần hai câu ha. Rồi, chưa có hướng dẫn gì hết mà đã đưa tay rồi, thấy chiếc kim thấy hỗn quá. Chưa có xong gì hết mà đưa tay lên rồi đọc cái giọng kệ nghe tưng 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 mắc cười quá. Rồi bây giờ chú ý nè, 4, 4, 3 ha. Đúng rồi, Quyên Văn Nhật Hà cũng nói chưa có hướng dẫn gì hết mà đưa tay rồi thấy đây tưởng như mà làm như là mình giỏi lắm á ha. Rồi bây giờ nghe cái âm điệu 4, 4, 3. Sappadanang thammadanang chinati sapparasang thammaraso chinati sapparatin thammarati chinati tangakkhayo sappadukkhang chinati sappadanang thammadanang chinati sapparasang thammaraso chinati sapparatin thammarati chinati tang hakkhayo
sambarukham vinati sambadanam thammadanam chinati sambarasam thammaraso chinati sambaratin thammarati chinati tanghakhayo sambadukham chinati. Rồi, xin mời Sít Mê Ta. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con cũng xin trả bài trước, vì một lát nữa đây con bận rồi, con không có trước máy được để trả bài, thì con xin trả bài trước ạ. Và con xin trả bài câu pháp cú 354. Sắp bá đa năng thầm má đa năng chí nà tí sắp bá ra sẵn thầm má ra sồ chí nà tí sắp bá ra tình thầm má ra tì chí nà tí tăng hát khá dồ sắp bá đúc khăn chí nà tí. Và con xin phân tích câu thứ nhất và câu thứ nhì. Sắp trường âm nhấn, bá đoạn âm, đa trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thâm trường âm nhấn, má đoạn âm, đa trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, trí đoạn âm, na trường âm thông thường, tí đoạn âm, sắp trường âm nhấn, bá rá hai đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thâm trường âm nhấn, má rá hai đoạn âm, xô trường âm thông thường, trí đoạn âm, na trường âm thông thường, tí đoạn âm, sắp bá đa năng thầm má đa năng chí nà tí sắp bá ra sẵn thầm má ra xô chí nà tí. Và câu 3, câu 4. Sắp trường âm nhấn, bá rá hai đoạn âm, tinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thâm trường âm nhấn, má rá hai đoạn âm, ti trường âm thông thường, chí đoạn âm, na trường âm thông thường, tí đoạn âm, tăng hát là hai trường âm nhấn, khá đoạn âm, vô trường âm thông thường, sắp trường âm nhấn, bá đoạn âm, đúc trường âm nhấn, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chí đoạn âm, na trường âm thông thường, và tí là đoạn âm. Con đọc lại hai câu 3, 4. Sắp bá ra tình thầm má ra tì chí nà tí tăng hát khá dồ sắp bá đúc khăn chí nà tí. Và con đọc lại hết bài. Sắp bá đà năng thầm má đà năng chí nà tí sắp bá ra sẵn thầm má ra sồ chí nà tí sắp bá ra tình thầm má ra tì chí nà tí tăng hát khá dồ sắp bá đúc khăn chí nà tí. Và con cũng xin kể. Sắp bá đa năng thầm má đa năng chí nà tí sắp bá ra sẵn thầm má ra sô chí na ti sập bá ra tinh thầm má ra ti chí na ti tăng hắc kha vô sập bá đúc khăn chí na ti. Dạ con có chỗ nào xin Ngài sửa cho con, và dạ, con nhường mic cho người kế tiếp ạ. Con kính mời quý vị kế tiếp ạ. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Con thấy trong bài này Phật nói thắng nhiều quá, thắng tùm lum tùm ra, thắng quá trời quá đất luôn. Con thì chậm chặn chậm thua, sư con thích vậy đó.
Thấy vui sư. Con thấy sư với Giang với Khả là chiếu tướng con rồi. Bữa nào không đọc là có chuyện à. Thành ra phải đọc trước thôi để khỏi bị gầy. Nghe rõ ha, cảm ơn nha. Xong đưa cái mặt cái gì đó, cái hình mà cái mặt đen xanh lè đó, đưa cái găng ra. Cảm ơn quý vị nghe rõ âm thanh rõ. Thôi về đọc đi. Bữa nay không có cà kê với ổng đó, đọc cho lẹ đi. Con xin đọc kinh Pháp Cú câu 354, đọc kinh, đọc kệ, phân tích gì đó. Cái câu này nó cũng nó cũng dễ sư, nó chỉ có mấy chữ, cái chữ cuối nào nó cũng chí na tí hết, nó không có không có gì sai cái tông, nó dễ hơn mấy câu khác sư. Thôi con đọc cho rồi để sư nói, đọc đi, nói nhiều quá lẻ 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 lên. Cái tắc không chừa mà sư. Thôi con đọc đi, sư bình tĩnh mà nghe cái sư. Kinh Pháp Cú câu 354. Sắc ba đà năng thầm ma đà năng chi na tí sắc ba ra sằng thầm ma ra sô chi na tí sắc ba ra tình thầm ma ra tì chi na tí tăng hắc kha yô sắc đu khăn chi na tí. Trời ơi, đọc hơn hơi ngộ ha. Thôi, đọc lần nữa đi, đọc chậm lên. Sắc sắp ba đà nằng thầm ma đà nằng chi nà tí sắp ba ra sằng thầm ma ra sô chi nà tí sắp ba ra tình thầm ma ra tì chi nà tí tăng hấp khá dồ sắp ba đu khẳng chi nà tí. Phân tích bốn câu luôn đây, tại cô ấy rồi. Sắp là trường âm nhắn, bá đoạn âm, đa trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Còn thấy cái cô mới vô của Hồng Mai, cô nói chữ giọng theo nguyên âm, cái tiếng nghe hay dễ sợ đấy sư, nghe sexy dễ sợ. Nhiều chuyện nữa, hồi đọc lại đi để không thôi bị gầy nữa. Sáp là trường âm nhắn, đá đoạn âm, đa trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Thâm trường âm nhắn, má đoạn âm, đa trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chí đoạn âm, na trường âm thông thường, tí đoạn âm. Câu số 2, sắp trường âm nhắn, bá rá hai đoạn âm, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Thâm trường âm nhắn, má rá hai đoạn âm, xô trường âm thông thường. Chí đoạn âm, na trường âm thông thường, tí đoạn âm. Câu số 3, số 4, sắp trường âm nhắn, bá rá hai đoạn âm, tinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Thâm trường âm nhắn, má rá hai đoạn âm, tì trường âm thông thường, tí đoạn âm, na trường âm thông thường, tí đoạn âm. Tăng hấp hai trường âm nhắn, khá đoạn âm, vô trường âm thông thường, sáp trường âm nhắn, bá đoạn âm, đúc trường âm nhắn, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chí đoạn âm, na trường âm thông thường, tí đoạn âm. Đọc lại bốn câu. Sắp ba đà năng thầm ma đà năng chi na tí sắp ba ra sằng thầm ma ra sô chi na tí sắp ba ra tình thầm ma ra tì chi na tí chi na tí tăng hấp khai vô sắp ba đu khăn chi na tí sắp ba đà năng thầm ma đà năng chi na tí sắp ba ra sằng thầm ma ra sô chi na tí sắp ba ra tình thầm ma ra tì chi na tí tăng hấp khai vô sắp ba đu khăn chi na tí. Bây giờ đọc kệ. Sabbada nang thammara nang chinati sabbara sang thammara so chinati sabbara tin thammara ti chinati tang hap khayo sabbadu khang chinati sabbada nang thammara nang chinati sabbara sang thammara so chinati sambaratin thammarati chinati tang hakkhayo sabbadukhang chinati. Pháp thí thắng mọi thí, pháp vị thắng mọi vị, pháp hỷ thắng mọi hỷ, ái diệt thắng mọi khổ. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sao vậy? Không thấy ổng cho cái nào chắc chết rồi. Cảm ơn quý vị đã cho bông qua ha. Dạ, con xin dừng máy lại cho người khác. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ quý cô khu nữ. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin phân tích cách đọc cô Pháp Cú 354, câu 1, câu 2.
sabba đà năng tham ma đà năng chi na ti sabba ra sang tham ma ra so chi na ti. Sab là trường âm nhấn, ba đoạn âm, đa trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tham trường âm nhấn, má đoạn âm, đa trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chí đoạn âm, na trường âm thông thường, tí đoạn âm, sắc trường âm nhấn, bá rá hai đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thăm trường âm nhấn, má rá hai đoạn âm, sô trường âm thông thường, chí đoạn âm, na trường âm thông thường, tí đoạn âm. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Sắp ba đà năng tham ma đà năng chi na tí sắp ba ra sang tham ma ra số chi na tí. Con xin phân tích cách đọc câu 3, câu 4. Sắp ba ra tình tham ma ra tí chi na tí tanh hắc ha yô sắp ba đúc kháng chi na tí. Sắp trường âm nhấn, bá rá hai đoạn âm, tinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thăm trường âm nhấn, má rá hai đoạn âm, ti trường âm thông thường, chí đoạn âm, na trường âm thông thường đoạn âm, tanh hắc hai trường âm nhấn, khá đoạn âm, vô trường âm thông thường, sắp trường âm nhấn, bá đoạn âm, đúc trường âm nhấn, khăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chí đoạn âm, na trường âm thông thường, tí đoạn âm. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Sắp ba ra tình tham ma ra tì chi na tí tanh hắc ha yô sắp ba đúc khăng chi na tí. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 3, 5, 4. Sắp ba đà năng tham ma đà năng chi na tí sắp ba ra sang tham ma ra so chi na tí sắp ba ra tình tham ma ra tì chi na tí tanh hắc ha yô sắp ba đúc khăng chi na tí. Dạ con đã đọc xong, con sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ alo alo ạ. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ kính chào các anh chị trong đạo tràng, con xin trả bài ạ. Dạ chị ơi. Dạ cảm ơn chị. Sắp ba đà năng tham ma đà năng chi nàn ti sắp ba ra sang tham ma ra so chi nà ti sắp ba ra tình tham ma ra ti chi nà ti tàn hắc kha yô sắp ba đúc khăng chi nà ti. Sắp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thăm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chí là đoạn âm, na là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, sắp là trường âm nhấn, bá rá là hai đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thăm là trường âm nhấn, má rá là hai đoạn âm, sô là trường âm thông thường, chí là đoạn âm, na là trường âm thông thường, tí là đoạn âm. Dạ câu 1, câu 2. Sắp ba đà năng tham ma đà năng chi nàn tí sắp ba ra sang tí tham ma ra so chi nà tí. Câu 3, câu 4. Sắp là trường âm nhấn, bá rá là hai đoạn âm, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thăm là trường âm nhấn, má rá là hai đoạn âm, ti là trường âm thông thường, chí là đoạn âm, na là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, tan hắc là hai trường âm nhấn, khá là đoạn âm, vô là trường âm thông thường, sắp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, khăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chí là đoạn âm, na là trường âm thông thường, tí là đoạn âm. Con đọc lại câu 3 và câu 4.
Sappara tình tham mara tì chi nàn tì tàn hắc khá dô sappa đúc khẳng chi nà tì. Dạ, con xin đọc 4 câu. Sappa đà nàng tham ma đà nàng chi nà tì sappara sàng tham mara sô chi nà tì sappara tình tham mara tì chi nà tì tàn hắc khá dô sappa đúc khẳng chi nà tì. Sappa đà nàng tham ma đà nàng chi nà ti sappa ra sang tham ma ra so chi nà ti sappa ra tình tham ma ra ti chi nà ti tàn hắc kha yo sappa đúc khang chi nà ti. Dạ con xin kể. Sappa đà nàng tham ma đà nàng chi nà ti sappa ra sang tham ma ra so chi nà ti sappara tinh tham mara ti chi na ti tan hắc kha yo sappa đúc khang chi na ti sappa đa năng tham ma đa năng chi na ti sappara sang tham mara so chi na ti sappara tinh tham mara ti chi na ti tan ha kha yo sabba du khang chi na ti. Dạ con đã trả bài xong. Dạ con kính mong đạo tràng và sư chỉnh sửa giúp con. Dạ kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Cảm ơn chị Nhật Huỳnh bốt bài. Dạ xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ sư trí đức, kính lễ quý chư tăng và các cô tu nữ. Mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc câu pháp cú 354. Sát ba đà năng thầm ba đà năng chi nà tí sát ba ra sằng thầm ma ra sồ chi nà tí sát ba ra tình thầm ma ra tì chi nà tí tăng hắc kha yô sát ba đúc khẳng chi nà tí. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Sát là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thâm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chí là đoạn âm, na là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, sáp là trường âm nhấn, bá rá là hai đoạn âm, săn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thâm là trường âm nhấn, má rá hai đoạn âm, sô là trường âm thông thường, chí đoạn âm, na trường âm thông thường, tí đoạn âm. Sắp bá đà năng thầm má đà năng chi nà tí sắp bá ra sằng thầm má ra sồ chi nà tí. Dạ con xin phân tích câu 3 và câu 4. Sắp là trường âm nhấn, bá rá hai đoạn âm, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thâm trường âm nhấn, má rá hai đoạn âm, ti là trường âm thông thường, chí là đoạn âm, na là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, tăng ha há là hai trường âm nhấn, khá là đoạn âm, vô là trường âm thông thường, sáp trường âm nhấn, bá đoạn âm, đúc trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khăn trường âm đọc đúc là trường âm nhấn, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chí đoạn âm, na trường âm thông thường, tí đoạn âm. Sắp ba ra tình thầm ma ra tì chi nà tí tăng khắc khá dồ sắp ba đúc khẳng chi nà tí. Dạ con xin đọc lại câu 354. Sắp ba đà năng thầm ma đà năng chi nà tí sắp ba ra sằng thầm ma ra sồ chi nà tí sắp ba ra tình thầm ma ra tì chi nà tí tăng khắc khá dồ sắp ba đúc khẳng chi nà tí. Dạ con xin đọc kệ ạ. Sắp ba đà năng thầm ma đà năng chi nà tí sapa ra sang tham ma ra so chi na ti sapa ra tinh tham ma ra ti chi na ti tăng hắc kha yo sapa đúc khang chi na ti sapa đa năng tham ma đa năng chi na ti sapa ra sang tham ma ra so chi na ti sapa ra tinh tham ma ra ti chi na ti tăng hắc kha yo sapa đúc khang chi na ti. Dạ con xin hết ạ. Dạ có gì xin sư trí đức và toàn thể đạo tràng chỉnh sửa giùm con. Xin cảm ơn chị Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ con xin xuống hết, xin nhường vị kế tiếp ạ.
Dạ, thưa con kính thỉnh lễ Tam Bảo, kính thỉnh lễ sư trí đức và con kính chào đạo tràng. Con xin đọc bài 354. Sappatanam thammatanam chinati sapparasam thammaraso chinati sapparatim thammarati chinati tangha khayo sappatukham chinati sappadanam thammatanam chinati sapparasam thammaraso chinati sapparatim thammarati chinati tăng hạ khả yô sắp và trụ khâm chỉ nạ tị. Thưa con xin phân tích. Sắp trường âm nhẫn và đoạn âm. Đà trường âm thông thường. Năng trường âm giọng nguyên âm. Thâm trường âm nhẫn mà đoạn âm. Đà trường âm thông thường. Năm trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Trí đoạn âm. Nạ trường âm thông thường. Tiết đoạn âm sắp trường âm nhẫn ba ra hai đoạn âm sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm thâm trường âm nhẫn ma ra hai đoạn âm xô trường âm thông thường trí đoạn âm na trường âm trường âm thông thường tiết đoạn âm sắp ba ra năng thâm ma ta năng chi na tiết sapa rasam thamma raso jinati hai đoạn kế tiếp sap trường âm nhẫn và ra hai đoạn âm tim trường âm đọc theo giọng nguyên âm tham trường âm nhẫn mà ra hai đoạn âm tiết trường âm thông thường chi đoạn âm na trường âm thông thường tiết đoạn âm tăng há hai đoạn âm khá xin lỗi tăng hát hai trường âm nhẫn khác đoạn âm vô trường âm thông thường sắp trường âm nhẫn bát đoạn âm tuk trường âm nhẫn khâm trường âm đọc theo giọng nguyên âm trí đoạn âm nát trường âm nhẫn tiết đoạn âm sapparatim thammarati chinati tăng hát khả vô sapparukham chinati sappadanam thammatanam chinati sapparasam thammaraso chinati sapparatim thammarati chinati tangha khayo sappadukham chinati. Dạ thưa con xin cảm ơn, nếu có gì sai xin giúp giùm con cảm ơn. Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sankhaya. Con thành kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Ông Đức Phật, Giáo Pháp Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ Nhà Trí Đức. Kính chào đạo tràng. Đọc và phân tích câu pháp cú 354. Bữa giờ đi bỏ lớp nhiều quá, quên bài. Sát Bát Đa Năng tham ma đa năng chi na ti sắp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tham là trường âm nhấn, má là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, trí là đoạn âm, na là trường âm thông thường, tí là đoạn âm. Sát bà ta năng tham má đà năng chí na tí. Câu 2. Sát bà ra sang tham má ra sô chí na tí. Sát là trường âm nhấn. Bá ra là đoạn âm. Sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tham là trường âm nhấn. Má ra là đoạn âm. Sô là trường âm thông thường. Chí là đoạn âm. Na là trường âm thông thường. Tí là đoạn âm. Sát bá ra sang tham má ra sô chí na tí. Câu 3. Sát bá ra tinh tham má ra tì chí na tí.
Sát là trường âm nhấn, bá rá là đoạn âm, tinh là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, thâm là trường âm nhấn, má rá là đoạn âm, ti là trường âm thông thường, chí là đoạn âm, na là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, sát bá rá tinh tham má rá ti chí na tí. Câu 4. Ưng hất khá vô sát bá đúc khăn chí na tí. Tăng là trường âm nhắn. Hắc, tăng hắc là trường âm nhắn. Khá là đoạn âm. Vô là trường âm thông thường. Sát là trường âm nhắn. Bá là đoạn âm. Út là trường âm nhắn. Khăn là trường âm đọc theo dạng nguyên âm. Chí là đoạn âm. Na là trường âm thông thường. Tí là đoạn âm. Tăng hắc khá vô sát bá đúc khăn chí na tí. Sát bá đa năng tham má đa năng chí na tí. Sát bá ra sang tham má ra sô chí na tí. Sát bá ra tìm tham má ra tì chí na tí. Tăng hắc khá vô sát bá đúc khăn chí na tí. Sát bá đa năng tham má đa năng chí na tí. Sát bá ra sang tham má ra sô chí na tí. Sát bá ra tìm tham ma ra ti chi na ti tan ha ca yo sa pa du chan chi na ti. Mình xin kể. Sa pa da nang tham ma ra nang chi na ti sa pa ra sang tham ma ra so chi na ti. Sapparati tamarati chinati tanhankayo sapadukam chinati. Nhà con xin chúng biết chúng ta sai chỗ nào, xin ngài cứ chữa giúp con. Kính chào đạo trời, mời người tốt tiếp theo. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, con kính lễ quý cô tu nữ, và dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Sau đây con xin đọc bài Kinh Pháp Cú 354. Sắp bá đa năng, tham má đa năng, chí nà tí, sắp bá ra sằng, tham má rá sồ, chí nà tí. Sắp bá rá tinh thầm má rá tì tì tành hắc khá vô sắp bá đúc khăn chí nà tí. Sắp bá đá nặng sắp sắp bá đa nặng thầm má đà nặng chí nà tí. Sắp bá rá sằng thầm má rá vô rá sồ chí nà tí. Sắp bá rá tinh thầm má rá tì tành hắc khá vô sắp bá đúc khăn chí nà tí. Dạ con xin đọc câu số 1 và câu số 2 và phân tích nè. Sắp bá đà nằng thầm má đà nằng chí nà tí. Sắp bá ra sằng thầm má ra sồ chí nà tí. Dạ sắp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thâm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chí là đoạn âm, na là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, sắp là trường âm nhấn, bá, rá là hai đoạn âm, sằng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thầm là trường âm nhấn, má là má rá là hai đoạn âm, sô là trường âm thông thường, chí là đoạn âm, na là trường âm thông thường,
Tí là đoạn âm. Dạ, con xin đọc lại hai câu ạ. Sắp bá đà nằng, thầm má đà nằng, chí nà tí. Sắp bá ra sằng, thầm má rá dịp sồ, chí nà tí. Dạ, con xin đọc câu số 3 và câu số 4. Sắp bá ra tình, thầm má rá tì, tành hắc khá dồ, sắp bá đúc thằng, chí nà tí. Sắp bá rá tình, thầm má rá tì, tành hắc khá dồ, sắp bá đúc thằng, chí nà tí. Dạ, con xin phân tích ạ. Dạ, là trường âm nhấn. Bá, rá là hai đoạn âm. Tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Thầm là trường âm nhấn. Má, rá. Má, ra, má, rá là hai đoạn âm. Tì là trường âm thông thường. Chí là đoạn âm, na là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, tành là trường âm nhấn, khắc là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, vô là trường âm thông thường, sắp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, đút là trường âm nhấn, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chí là đoạn âm, na là trường âm thông thường, tí là đoạn âm. Dạ, con xin đọc hết lại nguyên câu ạ. Sắp bá đà nằng, thầm má đà nằng, chí nà tí. Sắp bá rá sằng, thầm má rá sồ, chí nà tí. Sắp bá rá tình, thầm má ra rá tì, tành hắc khá vô, sắp bá đút thần, chí nà tí. Dạ, con xin nhường lại cho vị kế tiếp. Dạ, con có sai, xin ngài và đạo tràng sửa giúp cho con ạ. Dạ, con xin xuống mít mô Phật. Alo, 123, 123. Sức tịnh tâm hả? Hay là sĩ cao oanh tan gì đây. Như câu số 3, mấy lần nghe hình như thiếu cái chữ thắng trong đó, thiếu chí nà tí ha. Câu số 3 coi lại ha. Hình như thiếu chỗ đó, coi lại cái câu số 3 nha. Chí nà tí, còn cái chữ cuối cùng. Rồi, mời sĩ tờ men. Alo, alo, alo. Dạ, cảm ơn Quỳnh Giang Nhật Hà. Con xin kính lễ quý sư và xin kính chào tất cả quý vị trong lớp. Con xin phép được đọc câu kinh Pháp Cú số 314. Sắp ba đà năng, đầm ma đà năng, chí na tí. Thầm sắp ba ra sằng, thầm ma ra sồ, chí na tí. Sắp ba ra tình, thầm ma ra tì, chí na tí. Tầm hắc kha yô, sắp ba đúc khăn, chí nà tí. Sắp ba đà năng, đầm ma đà năng, chí nà tí. Chị sắp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ đầm mà là trường âm nhấn, chữ má là đoạn âm, chữ đa là trường âm thông thường, chữ năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ chí là đoạn âm, chữ na là trường âm thông thường, chữ tí là đoạn âm. Sắp ba ra sằng, đầm ma ra sù, chí na tí. Chữ sắp là trường âm nhấn, chữ bá là đoạn âm, chữ rá là đoạn âm, chữ sằng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ đầm là trường âm nhấn, chữ má là đoạn âm, chữ rá là đoạn âm, chữ sù là trường âm thông thường, chữ chí là đoạn âm,
chữ na là trường âm thông thường, chữ tý là đoạn âm. Câu 3 và câu 4. Sapparatin dhammarati chí na tý tan hắc kha vô sapparup khan chí na tý. Sap là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, rá là đoạn âm, tinh là trường âm đọc theo những âm, đầm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, rá là đoạn âm, tý là trường âm thông thường, chí là đoạn âm, na là trường âm thông thường, tý là đoạn âm. Tành hắc khá vô sắp bá đúc khăn chí na tý, chữ tành là trường âm nhấn, chữ hắc là trường âm nhấn, chữ khá là đoạn âm, chữ vô là trường âm thông thường, chữ sắp là trường âm nhấn, chữ bá là đoạn âm, chữ đúc là trường âm nhấn, chữ khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ chí là đoạn âm, chữ na là trường âm thông thường, chữ tý là đoạn âm. Con đọc lại hết 4 câu. Sapa da nang dhamma da nang chi na ti sapa ra sang dhamma ra so chi na ti sapa ra tình dhamma ra ti chi na ti tam hắc kha vô sapa đúc khăn chi na ti. Dạ, con xin xuống mít xin sư và các bạn chỉ, con có sai chỗ nào xin chỉ giùm cho con. Nam mô Bụt Thà Ra, Nam mô Tham Ma Ra, Nam mô Sang Ca Ra. Con kính đảnh lễ ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ sư phụ Hắc Trang và con kính đảnh lễ các quý sư và kính đảnh lễ cô tu Phúc Hạnh và kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc pháp cú câu 354. Cô cho con xin bài với ạ. Cô Nhật Quỳnh cho con xin bài với. Alo, không có ai nghe con nói không ạ? Dạ, con kính tri ân ngài để cho con bài. Sapa da nang dhamma da nang chí na tí sapa da sam sang tham má giá sô chí na tí sắp bá giá tinh tham má giá tí chí na tí tăng hắc khá rô sắp bá đúc khăm chí ra na tí. Con xin đọc câu 1 và câu 2 và phân tích. Sắp bá đa năng tham má đa năng chí ra tí. Câu số 1 là sắp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tham là trường âm nhấn, má là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chí là đoạn âm, na là trường âm thông thường, tí là đoạn âm. Câu số 2. Sắp ba ra sang tham ma ra sô chi na tí. Sắp là trường âm nhấn, giá bá rá là hai đoạn âm, xăm là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thăm là trường âm nhấn, má giá là hai đoạn âm, sô là trường âm thông thường, chí là trường âm là đoạn âm, na là trường âm thông thường, tí là đoạn âm. Câu số 3. Sắp ba ra tinh thăm má ra tí chí na tí. Sắp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, bá rá là đoạn âm, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm,
thâm là trường âm nhấn, má rá tí là ba đoạn âm, chín chí là đoạn âm, na là trường âm thông thường, tí là đoạn âm. Câu số 4. Tăng hắc kha rô sắp ba đúc khăm chí na tí. Tăng là trường âm nhấn, hắc là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường, sắp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, khăm là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chí là trường âm là đoạn âm, na là trường âm thông thường, tí là đoạn âm. Con xin đọc lại câu vóc cũ, đọc lại toàn bài. Sắp ba đa năng tham ma đa năng chi ra na ti, sắp ba ra sang tham ma ra so chi na ti, sắp ba ra tìm tham ma ra ti chi na ti, tăng hắc kha rô sắp ba đúc hằng chi na ti. Dạ, nếu con sai thì xin ngài Trí Đức và đạo tràng sửa cho con ạ. Vâng, con xin xuống mic ạ. Dạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, và con kính lễ chư tôn đức tăng trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, và con lễ kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ. Dạ, kính chào, kính cảm ơn đạo tràng để cho niềm từ biết âm thanh rõ. Dạ. Nay con xin đọc phân tích và đọc ra bài câu. Dạ, câu pháp cú 354. Dạ. Tôi sắp ba đa năng tham ma đa năng chi na tí, sắp ba ra sang tham ma ra so chi na tí, sắp ba ra tin tham ma ra ti chi na tí, tần hắc kha yo sắp ba đúc khăn chi na tí. Dạ, con xin phân tích câu số 1. Dạ. Sắp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thâm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chí là đoạn âm, na là trường âm thông thường, tí là đoạn âm. Câu số 2. Sắp là trường âm nhấn, bá, rá là hai đoạn âm, săn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thâm là trường âm nhấn, má, rá là hai đoạn âm, xô là trường âm thông thường, chí là đoạn âm, na là trường âm thông thường, và tí là đoạn âm. Câu số 3. Sắp là trường âm nhấn, bá, rá là hai đoạn âm, tin là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thâm là trường âm nhấn, má rá là hai đoạn âm, ti là trường âm thông thường, chí là đoạn âm, na là trường âm thông thường, tí là đoạn âm. Câu số 4. Tân là trường âm nhấn. Và câu số 4. Tân là trường âm nhấn, hát là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, vô là trường âm thông thường, sắp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, trúc là trường âm nhấn, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chí là đoạn âm, na là trường âm thông thường, và tí là đoạn âm. Dạ, con không biết đạo tràng có còn nghe âm thanh của con không ạ?
Dạ, dạ, cảm ơn Giang Như Hà. Dạ, con kính tri ân Ngài đã post bài lên ạ. Dạ, con đã phân tích xong, con xin đọc lại. Dạ, sắp bá đa năng tham má đa năng chí nà tí, sắp bá ra sang tham má ra sô chí nà tí, sắp bá ra tìm tham má ra tì chí nà tí, tần hắc khá dô sắp bá đúc khăn chí nà tí. Sắp bá đa năng tham má đa năng chí nà tí, sắp bá ra sang tham ma ra so chi na ti sap bá ra tin tham ma ra ti chi na ti tần hằng kha yo sap bá đúc khăn chi na ti. Dạ, bây giờ con xin kệ câu Pháp Cú 354 ạ. Sam bá đa năng tham ma đa năng chi na ti Sambarasang thammaraso chinati Sambaratin thammarati chinati Tanhakayo sambadukhang chinati Sambadanang thammadanang chinati Sambarasang thammaraso chinati Sambaratin thammarati chinati Tanhakayo sambadukhang chinati. Dạ, con đã phân tích, đọc và kể xong. Dạ, con có sai, con mong Ngài sửa lại giùm con ạ. Dạ, rằng niệm tự rất là cảm ơn đạo tràng. Dạ, bây giờ niệm tự xin trao biết lại cho Giang Nhật Hạ. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang, Quý Sư, Quý Cô Tu Nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú 354. Sappadanang thammadanang chinati sapparasang thammaraso tinati sapparating thammanati chinati tăng hắc khá vô sappadukhang chinati. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Sappadanang thammadanang chinati sapparasang thammaraso chinati sap trường âm nhấn, bá đoạn âm, đa trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tâm trường âm nhấn, má đoạn âm, đa trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chí đoạn âm, na trường âm thông thường, tí đoạn âm, sắp trường âm nhấn, bá rá hai đoạn âm, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tâm trường âm nhấn, má rá hai đoạn âm, xô trường âm thông thường, chí đoạn âm, na trường âm thông thường, tí đoạn âm. Sắp ba đà năng đầm ma đà năng chi na tí sắp ba ra sằng đầm ma ra xô chi na tí. Và câu số 3 và câu số 4. Sapparatin thammarati chinati tang hakkha yo sappadukhang chinati. Sap là trường âm nhấn, bá, ra là hai đoạn âm, tin là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tham là trường âm nhấn, má, ra hai đoạn âm, ti trường âm thông thường, chí đoạn âm, na trường âm thông thường, tí đoạn âm, tan hắc là hai trường âm nhấn, khá đoạn âm, vô trường âm thông thường, sắp trường âm nhấn, bá đoạn âm, đúc trường âm nhấn, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chí đoạn âm, na trường âm thông thường, tí đoạn âm.
Sapparatin dhammarati chinati tang hakkhayo sappadukkhang chinati. Nhà con xin đọc lại. Sappadanang dhammadanang chinati sapparasang dhammaraso chinati sapparatin dhammarati chinati tang hakkhayo sappadukkhang chinati. Nhà con xin kể. Sappadanang dhammadanang chinati sapparasang dhammaraso chinati sapparating dhammarati chinati tanghakkhayo sappadukkhang chinati. Sappadanang dhammadanang chinati sapparasang dhammaraso chinati sapparating dhammarati chinati tanghakkhayo sappadukkhang chinati. Dạ con đã đọc xong. Có sai con nhờ ngài sửa giùm cho con. Dạ con xin mời cô Xuất Khá, Đúc Khá. Hello. Cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu. Nam mô Bụt Thà La, Nam mô Tham Ma La, Nam mô Sằng Khà La. Dạ con kính lễ thượng tọa Trí Đức, đại đức Pháp Trang cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào với cô tu nữ cùng với cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ con xin đọc và phân tích câu kinh Pháp Cú số 354. Sappada nang thammada nang china ti sappara sang thammara so china ti sappara tình thammara ti china ti tan hakkaro sappadukkhang china ti. Sappada lang thammada lang china ti sappara sang thammara so china ti sappara tình thammara ti chi ra la ti tan hakkaro sappadukkhang china ti. Sap là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tham là trường âm nhấn, má là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chí là đoạn âm, na là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, sáp là trường âm nhấn, bá giá hai đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thăm là trường âm nhấn, má giá hai đoạn âm, xô trường âm thông thường, chí đoạn âm, na trường âm thông thường, tí đoạn âm, sáp trường âm nhấn, bá giá hai đoạn âm, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thăm là trường âm nhấn, má giá là hai đoạn âm, ti là trường âm thông thường, chí là đoạn âm, na là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, tăn hắc là hai trường âm nhấn, khá là đoạn âm, dô là trường âm thông thường, sáp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, khăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chí là đoạn âm, na là trường âm thông thường, tí là đoạn âm. Sappada lang thamda lang chi là tí sappada sang thamma so tí chi là tí sappada tình thamma ra tí chi là tí tần hắc kha ru sappaduk khang chi là tí. Sappada lang thamma lang chi là tí sappada sang thamma ra so chi là tí sap ba ra tình tham ma ra ti tì chi na ti thần hắc ca rồ sap ba đúc khẳng chi na ti. Dạ con đã phân tích xong ạ. Dạ dạ con xin mời quý vị kế tiếp theo ạ. Nam mô Bụt Thà. Dạ.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, cảm ơn Thiền Vũ, cảm ơn Tịnh Tâm, cảm ơn Trà Khúc. Dạ, con xin sám hối đầu tràng. Cảm ơn Kim Nhung và Quỳnh Giang Nhất Hà đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, còn vị nào chưa trả bài thì kính mời bằng tay ạ. Dạ, nãy giờ Nhật Quỳnh thay phiền lặng với Ngài Trí Đức, nên không biết vị nào trả bài rồi, vị nào chưa. Dạ, nếu mà chưa, vị nào chưa trả bài, kính mời bằng tay nha. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh xin trả bài trước ạ. Đâu một chút xíu, Trà Khúc thử cầm mic có được không? Thế nào nghe Nhật Quỳnh kể tức quá, thế nào cũng nghe cũng cầm mic thôi. Dạ, con xin đọc bài 354. Sappada nang thammada nang chinati sappara sang thammara so chinati sappara ting thammara ti chinati tan khat na yo sappadukkang chinati. Sappada nang thammada nang chinati sappara sang thammara so chinati sappara ting thammara ti chinati tan khat na yo sappadukkang chinati. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Sắp trường âm nhấn, bá đoạn âm, đa trường âm thông thường, năng. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thông. Trường âm nhấn, má đoạn âm, đa trường âm thông thường, năng. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chí đoạn âm, na trường âm thông thường, tí đoạn âm. Sắp trường âm nhấn, bá rá, hai đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Hầm trường âm nhấn, má rá hai đoạn âm, sơ trường âm thông thường, chí đoạn âm, na trường âm thông thường, tí đoạn âm. Sắp mát đà năng thầm mát đà năng chí na chí sắp bá ra sang thầm má ra sơ chí na tí. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Sắp mát đà tình thầm má ra tì chí na tí. Không sai rồi. Sắp trường âm nhấn, bá rá hai đoạn âm, tinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Thầm trường âm nhấn, má rá hai đoạn âm, ti trường âm thông thường, chí đoạn âm, na trường âm thông thường, tí đoạn âm. Tanh trường âm nhấn, hát trường âm nhấn, khá đoạn âm, vô trường âm thông thường. Sắp trường âm nhấn, bá đoạn âm, đúc trường âm nhấn, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chí đoạn âm, na trường âm thông thường, tí đoạn âm. Sắp ba ra tìm thầm ma ra tì chi nà tí tành hạt khai dơ sắp ba đúc khăn chi nà tí. Dạ, con xin ôn đợi 4 câu. Sắp ba đà năng thầm ma đà năng chi nà tí sắp ba ra sẵn thầm ma ra sợ chi nà tí sắp ba ra tìm thầm ma ra tì chi nà tí tành hạt khai dơ sắp ba đúc khăn chi nà tí. Dạ, con đọc có chỗ nào sai thì con cung thỉnh Ngài và đạo tràng sửa cho con ạ. Dạ, Nhật Quỳnh xin phép được kể ạ. Sạp ba đa năng, thầm ma đa năng, chi na ti, sạp ba ra sang, thầm ma ra sơ, chi na ti sa ba ra tinh tham ma ra ti chi na ti tan na khai yo sa ba đúc khăn chi na ti sa ba đa năng tham ma đa năng chi na ti sa ba ra sang tham ma ra sơ chi na ti sa ba ra tinh tham ma ra ti chi na ti tan. Dạ, con kinh đọc kể lại.
sa ba ra tinh tham ma ta ti chi na ti tan hát khai yo sa ba du khang chi na ti sa ba đa năng tham ma đa năng chi na ti sa ba ra sang tham ma ra so chi na ti sa ba ra tinh tham ma ra ti chi na ti tan hát khai yo sa ba du khang chi na ti sao trà khúc ơi thử coi cầm mất thử coi trà khúc nghe Nhật Quỳnh kể có tức quá không hả có tức quá cầm mất đi trời ơi à, giọng mà trà khúc mà cất lên một cái thì à, là đạo tràng sẽ nín lặng mà nghe âm thanh trà khúc luôn đó mời trà khúc thử cầm mất coi trà khúc alo alo Trà Khúc ơi, mất tiêu rồi, không thèm nhúc nhích luôn ha. Dạ, Nam Mô Bích Thai dạ. Dạ, bây giờ con thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Đạo Tràng. Dạ, bây giờ mời bàn tay Trà Khúc đi, đừng có dại gì hết. Cứ thử một lần đi, có té thì phủi tay đứng lên, đừng có lo. Nha, cầm mít nha. Alo. Alo 123. Dạ nghe không chị? À, dạ. Dạ, nhưng mà em sợ lát nữa nó mất mạng. Dạ khi nào rớt thì cho phép em chạy ra ha. Dạ con Trà Khúc. Lâu lắm rồi con mới trở lại room, chắc cũng phải nhiều năm rồi. Dạ con thành kính đảnh lễ sư trí Đức. Dạ con thành kính đảnh lễ sư Pháp Trang. Và cùng quý chư Tôn Đức trong room và con kính lễ quý bà quý cô tu nữ và kính lễ đạo tràng. Và con xin phép được đọc câu pháp cú số 354. Sắp bát đà năng tham mát đà năng chi na ti sắp bát ra sằng tham mát ra so chi na ti sắp bát ra tình tham mát ra ti chi na ti tăng hắc hắc vô sắp bát đúc hằng chi na ti sắp bá đà năng tham mã đà năng chi na ti sắp bá ra sằng tham mã ra so chi na ti sắp bá ra tình tham mã ra tì chi na ti tăng hắc khả vô sắp bá đúc hằng chi na ti. Dạ con xin phép phân tích ngắn gọn câu pháp của 354. Dạ câu 1. Sắp bá đà năng tham mã đà năng chi na ti. Và câu này có các trường âm như sau: sắp, đa, thầm, đa, năng, na, tức là có 1, 2, 3, 4, 5 và 6 trường âm. Và có mấy và có 1 là 1, 2, 3, 4 và có 4 đoạn âm là bá, má, chi, tí. Và câu 2: sắp bá ra sằng thầm ra so chi na tí. Câu này có các trường âm như sau: sắp, sằng, thầm, sô, na và tất cả là 4 trường âm. Và có các đoạn âm như sau: bá, rá, rá, chí, tí và có 4 đoạn âm. Và sắp bá ra tình thầm bá ra tì chí na tí. Câu này có các trường âm như sau: sắp, tình, thầm, tì, na và có 4 trường âm và 4 đoạn âm bá rá có 6 đoạn âm bá rá má rá chí tí và câu tăng hắc hắc vô sắp bá đúc hằng chi na tí có các trường âm như sau tăng hắc vô sắp đúc hằng na và có các đoạn âm như sau khắc bá chí tí và con xin đọc lại
sắp bá đà năng thầm bá đà năng chi na tí sắp bá ra sang thầm bá ra sô chi na tí sắp bá ra tình thầm bá ra tì chi na tí tăng hắc khả dô sắp bá đúc khăn chi na tí. Dạ con xin phép được kể, lâu quá chắc phải nhiều năm rồi con không có kể. Sắp bá ra năng thầm bá ra năng chi na ti sắp bá ra sang thầm bá ra so chi na ti sắp bá ra tinh thầm bá ra ti chi na ti tăng hạ kha yo sắp bá đúc khăn chi na ti sắp bá đa năng thầm bá đa năng chi na ti sắp bá ra sang thầm bá ra so chi na ti sắp bá ra tinh thầm bá ra ti chi na ti tăng hạ kha yo sắp bá đúc khăn chi na ti sắp bát đà năng thầm bát đà năng chi na tí sắp bát rắc sằng thầm bát rắc sồ chi na tí sắp bát rắc tình thầm bát rắc tì chi na tí tăng hắc hạ vô sắp bát đúc khăn chi na tí. Dạ con đã đọc xong. Dạ con chắc lâu quá con đọc chắc cũng có trật. Dạ xin kính xin ngài dạ sửa cho con. Dạ xin xin đạo tràng cũng tha thứ ha, nếu mà mình đọc có sai thì lâu quá không cầm mic. Dạ bây giờ thì con xin phép được xuống mic. Dạ kính chúc đạo tràng thính pháp được an vui. Dạ dạ con xin phép trả mic lại cho đạo tràng, gửi mic cho chị Nhật Quỳnh ha. Dạ cảm ơn chị rất nhiều. Dạ sa thú sa thú, kính cảm ơn trà khúc. Dạ, lâu lắm rồi mới cầm mic mà như vậy là giỏi lắm rồi. Dạ, như Quỳnh thấy giỏi rồi. Mặc dù cũng có sai nhưng mà vậy là rất là giỏi rồi. Nhiều năm rồi mà không có được cầm mic mà cầm mic như vậy là hay lắm rồi. Không có chuyện gì, từ từ thì cháu nó như không trà khúc ha. Nam mô Bích Thai giá. Dạ, bây giờ thì đạo tràng còn vị nào nữa đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên không à? Dạ, nếu không thì như Quỳnh thỉnh ngài à. Dạ, quý vị cho một tín hiệu đi. Quỳnh Giang Nhật Hà ơi, ngồi trước máy có điểm danh không? Còn thiếu vị nào không? Giang Nhật Hà ơi, cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Không có sao hết, cứ yên tâm đi, vậy là giỏi rồi. Đúng là phải rồi, bao nhiêu năm rồi không có cầm mic. Cầm mic là giỏi rồi. Giọng kể rất là hay, giờ dù mặc dù đã lâu không kể nhưng mà kể cũng hay như thường. Dạ, mời học trò 68 à. Dạ, theo như lời của quan Quỳnh Giang Nhật Hà là mời học trò 68 cầm mic à. Bởi vì vậy là giỏi rồi, đừng lo. Chị nhỏ như con thỏ. Phân tích thì cũng ok, chỉ trừ cộng chút xíu thôi. Dạ, đâu rồi? Dạ, học trò ơi, thỉnh ngài giảng như sự hả? À, bây giờ có người ngài chưa xuất hiện thì chắc là ngài không có trước máy rồi. Nếu ngài có trước máy là ngài xuất hiện rồi. Bây giờ thì không có ngài rồi, kính mời học trò 68 tuổi chỉ lên cầm mic đi. Và có 1001 người yêu cầu thì kính mời học trò 68 tuổi cầm mic đi. Bữa nay chưa được hả? Dạ chưa được thì thôi, không sao, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép cầm mít phải không trà khúc? Chỉ có Nhật Quỳnh là lì nhất luôn á. Dạ, dạ lì nhất luôn, hay mời hoài bị rầy hoài mà cũng lì không bỏ. Dạ bây giờ theo mạch dài, dạ coi như đạo tràng không còn vị nào cầm mít hết, con cung thỉnh ngài trở lại đạo tràng à. Dạ, ép biết thôi nha. Dạ con một lần nữa thay mặt đạo tràng cung thỉnh ngài Trí Đức trở lại đạo tràng ạ. À. Nam mô Bích Tha giá bạch ngài. Ngài ở gần sông Buông hay sao á mà? Phải không Trà Khúc? Phải ngài ở gần sông Buông không Trà Khúc? Vậy mà ngài cũng mất tiêu luôn quý vị. Vậy không biết ngài có ở chùa Ngọc Đạt không mà nghe Xích Kim nói không có nghe, hôm nay không nghe gái hả? Dạ
Dạ, một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh ngài Trí Đức ạ. Ngài xuất hiện giùm con, bạch ngài. Con cầm mít mỏi tay quá rồi, bạch ngài. Hay, thôi, bây giờ ngài không có cầm mít, ngài chưa có xuất hiện, chắc ngài bận việc với chùa rồi. Dạ, con xin phép ngài, con xin phép Đại Đức Pháp Trang. Trong khi chờ đợi ngài xuất hiện, cho con xin thông báo một việc ạ. Dạ, con kính bạch với ngài. Kính thưa đạo tràng, để cho con kéo nó ra mới được. Dạ, bữa nay không có dám văn mít, tại vì nãy giờ Dục Bình cũng lặn sâu rồi, mới trồi lên nên mà quăng mít nữa thì bị ăn cháo lương. Rồi con thấy ngài ra rồi, thôi con đợi ngài giúp giùm con, nhà thông báo luôn. Nhà con kính dâng mít đến ngài rồi. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Thầm Mai Dạ, Nam mô Sơn Thầy Dạ. Giờ là 5:52 chúng ta đi vào duyên sự câu Phật ngôn 354. Hôm nay thì quý vị rất tuyệt vời ha. Sitina ha, Sitina mới, nhưng mà có một cái giọng đọc rất là đặc biệt ha. Rồi, Sư Ca Trà Thuốc lâu quá mới trở lại với đạo tràng. À, chúng ta thấy cái lối phân tích của Sư Trà Thuốc cũng hơi chưa có quen ha, chưa có quen với đạo tràng. Tuy nhiên từ đây rồi nó cũng như ha, theo lối cũ ha, không cả. Sư Nhật Quỳnh hay nói từ từ rồi nó cũng như ha, quên mất ha. Thì bây giờ quên rồi, bây giờ nhớ lại những cái gì đâu. Bây giờ chúng ta đi vào duyên sự câu Phật ngôn 354. Sabbada nang thammada nang chinati, Sabbada nang thammada nang chinati, Sabbada nang thammada nang chinati. Câu đầu tiên chúng ta có ba từ ha. Sabbada năng là một, Thammada năng là hai, Chinna tít là ba. Sabbada năng do hai từ Sabba và Dana. Thì Sabba là tất cả, Dana nó là một danh từ trung tính, Akrantana cùng Sakalinga, tức là sự bố thí. Nhưng mà chữ đa ná này được chia theo đối các số ít đối trị giáo quy pháp thì e có quá trình á, cho nên chữ đa ná biến thành đa năng. Sapa đa năng là tất cả các sự bố thí. Sapa đa năng là tất cả các sự bố thí. Chứ Sabbada năng là tất cả các sự bố thí, tất cả các sự bố thí. Mấy có vấn đề thôi, bây giờ nói cho quý vị nghe cũng được ha, bởi vì nó trùng trùng với nhau. Sư Nhật Quỳnh thì trục trặc kỹ thuật về cái máy móc rồi, quý vị thông cảm ha. Rồi chữ Thammada năng, chữ Thammada năng, Thamma là áp, nhưng mà chữ Thamma nó là một danh từ nam tính, Akaranta Pumringa. Thamma có nghĩa là pháp. Rồi chữ đa năng do cái từ đa ná nó là một danh từ trung tính, Akaranta Pumringa. Chỉ đa ná là bố thí. Vậy thì Thammada năng, Thammada năng có nghĩa là sự bố thí pháp. Sự bố thí pháp, cái từ thứ hai ha. Và từ thứ ba, Sinati.
Chinati, đây là một cái động từ su ích, có ý nghĩa là thắng, à, thắng thua. Thì chữ Chinati có nghĩa là thắng. Sapadanang Thammadanang Chinati, à, câu số 1 này có ý nghĩa sự bố thí pháp thắng tất cả các sự bố thí. Câu 1 ha. Sapadanang Thammadanang Chinati, sự bố thí pháp thắng tất cả các sự bố thí ha. Rồi bây giờ chúng ta qua câu số 2. À, để nhanh rút gọn ha. Câu số 2. Sapparasang thammaraso chinati. Sapparasang thammaraso chinati. Sapparasang thammaraso chinati. Sapparasang, sapa là tất cả, rasang do cái từ rasa. Rasa nó là một chân từ nam tính, akranta pumlinga. Rasa có nghĩa là mùi vị ha. Thì sapa rasa mà nó được chia theo đối cách số ít đối thì gia quy pháp tỷ lệ các quá trình á, cho nên chữ rasa biến thành rasang. Sapa rasang là tất cả các vị, sapa rasang tất cả các vị. Rồi thammaraso, thamma cộng với rasa, nhưng mà rasa ở đây nó đứng làm chủ từ, à, và thamma nghe câu quá trình nó bị phát tí, cho nên chữ rasa biến thành raso. Raso, thamma raso là vị của pháp, vị của pháp. China tí biết rồi ha. Sapparasang thammaraso china tí, vị của pháp thắng tất cả các vị, vị của pháp thắng tất cả các vị. Đó là câu số 2. À, sapparasang thammaraso china tí, vị của pháp thắng tất cả các vị. Rồi xin nhiều quyền cứ ngắn gọn vậy đi. À, cái máy có vấn đề thì nên tóm tắt. Câu số 3. Sapparatin thammarati chinati. Sapparatin thammarati chinati. Chữ sapparatin, sapa là tất cả, ratin do cái từ rati. Rati nó là một danh từ nữ tính, ikaranta ikhilinga. Rati có nghĩa là sự thích thú, à, sự thích thú. Nhưng mà chữ rati được chia theo đối các số ít đối thị gia ủy phát tí e cao quá trình á, cho nên rati biến thành ratin. Sapa ratin, tất cả các sự thích thú, tất cả các sự thích thú. Cô phùng ở này. Sapparatin là tất cả các sự thích thú. Rồi thammarati thì thamma là pháp. À, rati ở đây nó biến thành rati, có nghĩa là nó đứng làm chủ từ số ít. Và thamma nghe câu quá trình nào bị phát tí, à, cho nên chữ rati nó biến thành rati. À, rati, thamma rati ở đây có nghĩa là sự thích thú trong pháp, sự thích thú trong pháp, sự thích thú trong pháp. Và chinati thì biết rồi ha. Sapparatin thammarati chinati, sự thích thú trong pháp thắng tất cả các sự thích thú. Sự thích thú trong pháp thắng tất cả sự thích thú. Câu số 4. Tăng hắc khá vô sắp bá đúc hằng chi nà tí. Tăng hắc khá vô sắp bá đúc hằng chi nà tí. Chữ tăng hắc khá vô, vô cái từ tăng ha,
cộng với khá giá. Vì tanh ha nó là một danh từ nữ tính, a karan ta ít thì linh giá. Tanh ha có nghĩa là ái dục. Rồi chữ khá vô do cái từ khá giá. Khá giá nó là một danh từ nam tính, a karan ta pum linh giá. Khá giá có nghĩa là diệt tận. Nhưng mà chữ khá giá ở đây được đứng làm chủ từ số ít, bà tham bán ê câu qua chân áo vì phát tí, cho nên khá giá biến thành khá vô. Tăng hắc khá vô, tăng hắc khá vô là sự diệt tận ái dục. Tăng hắc khá vô là diệt tận ái dục. Sắp và đúc khăn, sắp và đúc khăn, sắp bá là tất cả. Đúc khăn do cái từ đúc khá, nhưng mà đúc khá được chia theo đối cách à, cho nên nó đúc tỳ gia quy phát tỳ ca quy chân á, cho nên nó biến thành đúc khăn. Sắp và đúc khăn là tất cả khổ đau, tất cả khổ đau. Rồi chi na tí là chiến thắng. Rồi thì tăng hắc tại vô sắp và đúc khăn chi na tí sự diệt tận ái dục, thắng tất cả khổ đau. Sự diệt tận ái dục, thắng tất cả khổ đau. Câu Phật ngôn 354 cho chúng ta ý nghĩa sự bố thí pháp thắng tất cả các sự bố thí, vị của pháp thắng tất cả các vị, sự thích thú trong pháp thắng tất cả các sự thích thú, sự diệt tận ái dục thắng tất cả khổ đau. Xin lặp lại. Sự bố thí thắng tất cả các sự bố thí, vị của pháp thắng tất cả các vị, sự thích thú trong pháp thắng tất cả các sự thích thú, sự diệt tận ái dục thắng tất cả khổ đau. Và cái gì mà ngài hòa thượng giới đức coi như mọi thí pháp thí vô song mọi thí pháp thí vô song, hương thơm thù thắng chẳng đồng pháp hương, niềm vui pháp hỷ khó lường, ai diệt tối thượng khổ ương tận liệt. Rồi xà thủ, mọi thí pháp thí vô song, hương thơm thù thắng chẳng đồng pháp hương, niềm vui pháp hỷ có lường, ái diệt tối thượng khổ ương tận lìa. Và ngài hòa thượng Minh Châu, pháp thí thắng mọi thí, pháp vị thắng mọi vị, pháp hỷ thắng mọi hỷ, ái diệt thắng mọi khổ. Pháp thí thắng mọi thí, pháp vị thắng mọi vị, pháp hỷ thắng mọi hỷ, ái diệt thắng mọi khổ. Rồi, như vậy thì chúng ta thông qua cái phần tên như là ý nghĩa từ vựng. Và bây giờ đi vào chính sự ha. Alo, quý vị còn nghe hả? Nói kiếm chuyện thì xử lý nó đi. Máy hư mà cũng đem lên báo cáo với đạo tràng hả? Máy hư thì cho nó một cái búa cái là xong thôi, chứ có gì đâu. Chạy ra thì vô một chi châm mệt hả? Cái máy này cái hiệu nó là quy đăng thì thu quăng đi cho rồi. Nó tới tuổi của nó rồi. Có ai già mà không chết không? Cái nó già mà không chết thì máy nó cũ, nó tới thời kỳ của nó thì phải cho nó vô nghĩa địa chứ, rồi còn gì nữa. Quy đăng mà sao không chịu quăng đi? Câu Phật ngôn 354 được Đức Phật thuyết ra khi ngài ngự tại chùa Kỳ Viên ha. Ngài đã trả lời những câu hỏi của Đức Vua Trời Đế Thích. Đức Vua Trời Đế Thích, ở đây có vị nào chát lên tên của cái vị Vua Trời Đế Thích này là tiếng Bali là chát. Alo, Thiên Vương Đế Thích hả? Chát lên tiếng Bali chứ ai mà có nhiên để Thiên Vương Đế Thích là chát. Chắc cả là một ha. Rồi còn đây như nữa.
vị vua trời đế thích này có nhiều tên lắm, cái gì 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 đó, cái trà khúc nó cái gì đây nè, chắc cá, ai cũng chắc cá hết rồi. Ủa chứ không chắc cá hả? Ồ chắc cá là không phải à, chắc cá là cái bánh xe nha. India, India, chắc cá, India, rồi còn nhiều tên lắm, đức vua trời đế thích này có nhiều tên lắm. Thôi chúng ta tạm hiểu vậy được ha. Một hôm chư thiên ở Đao Lợi Chân Cung ngồi nhau hộ họp tại giảng đường Suthamma và đã nói lên bốn câu hỏi thế này. Trong các sự thí, bậc trí gọi sự thí nào là tối thắng? Trong các sự hoan hỷ, bậc trí gọi cái hỷ nào là hoan hỷ tối thắng? Trong các vị, vị nào được bậc trí cho là tối thượng? Vì sao mà chấm dứt ái dục gọi là cao thượng nhất? Đây là bốn câu hỏi nha. Hay là mấy ông nhàn cư vi bất thiện ở không rồi không biết làm cái gì, đưa ra bốn câu hỏi. Trong các sinh thí, bậc trí gọi sinh thí nào là tối thắng? Đó là một. Trong các sự hoan hỷ, bậc trí gọi cái hỷ nào là hoan hỷ tối thượng? Trong các vị, vị nào được bậc trí cho là tối thượng? Vì sao chấm dứt ái dục gọi là cao thượng nhất? Đó là bốn vấn đề. Khi mà bốn vấn đề này khởi lên thì không có vị thiên tử nào giải đáp được. Các vị chư thiên hỏi lẫn nhau về cái lời giải đáp bốn vấn đề này. Thiên hỏi nhau đã lan rộng đi khắp 10.000 thế giới và đã trải qua 12 năm không có một vị thiên nhân nào giải đáp được. Thế giới mà nó lan rộng ra, vì khi mà chư thiên địa cầu nghe được bốn vấn đề này thì mới đi đến hỏi đến tứ đại thiên vương. Tứ thiên vương này mới hỏi chư thiên địa cầu: này các thiên tử, cái việc gì mà các ngươi đến hội họp nơi đây? Chúng tôi được bốn cái nghi vấn như thế này, tức là trong các sự thí, trong các sự quan hỷ, trong các vị, rồi vì sao mà chấm dứt ái dục và là cao thượng nhất? Nhưng mà không có ai giải đáp được, do đó mới đến hỏi ngài ở đây. Này các bạn, chúng tôi cũng không thể giải đáp được, chỉ có thiên vương đế thích có sự hiểu thấu được bốn vấn đề này, vì ngài có trí hiểu được ý nghĩa của ngàn người và cũng cùng một lúc đó, chỉ trong vòng có một phút thôi. Vì thiên chủ sắc cá này là một bậc thù thẳng hơn chúng ta về phước báo và trí tuệ. Vậy cho nên chúng ta mang vấn đề này đến hỏi nơi thiên vương đế thích. Thế là chư thiên cùng với tứ đại thiên vương đi đến cung trời Đao Lợi hỏi bốn vấn đề. Đức thiên chủ mới nói rằng: này các khanh, vấn đề này không có một ai có thể thấu triệt, vì đây thuộc về trí tuệ của một vị chánh đẳng chánh giác. Này các khanh, hiện nay Đức Thế Tôn đang ngự ở đâu? Dạ thưa thiên chủ, Đức Thế Tôn đang ngự tại Chê Ta Quan Na. Này các khanh, chúng ta hãy đến ý kiến bậc đạo sư trình lên vấn đề này. Và thiên vương đế thích cùng với chư thiên tùy tùng đến chùa Kỳ Viên, làm cho trọn các kỳ viên được sáng trong đêm đó. Đức vua trời sau khi đánh lễ Đức Thế Tôn rồi, đứng vào nơi phải lễ, Đức Thế Tôn mới phán hỏi rằng: này đại vương, có việc gì mà ngài cùng với chư thiên tùy tùng đến đây? Bạch Đức Thế Tôn, tất cả chư thiên nêu lên bốn vấn đề như thế, nhưng mà không ai có thể hiểu thấu đáo ý nghĩa bốn vấn đề này. Mong Đức Thế Tôn từ mẫn giảng giải ý nghĩa này cho chúng con được nghe. Này đại vương, được rồi, Như Lai sẽ đã hành pháp độ đến bờ cao thượng, đắc thành bậc chánh đẳng chánh giác là để giải trừ nghi hoặc cho chúng sanh như đại vương đây. Này đại vương, ngài hãy lắng nghe ý nghĩa này.
trong tất cả các sự thí, pháp thí là tối thắng, pháp vị là tối thượng trong tất cả các vị. Trong các thí thì pháp vị là cái pháp thù diệu nhất, sự chấm dứt ái dục là tối thượng, vì chúng sanh chứng đắc nào vô lậu quả, chấm dứt trọn vẹn khổ uẩn này. Và Đức Phật đã thuyết lên câu Phật ngôn 354. Ý nghĩa là sự chấm dứt ái dục đồng với nghĩa là bậc A-la-hán. Một vị A-la-hán là cao quý hơn mọi chúng sanh, vì các ngài đã nhiếp phục được luân hồi. Do đó Đức Thế Tôn thắng dạy rằng: Tăng Hắc Thạch Vô Sóc và Đức Thành Chi Na Tỳ, Đức Phật ngài đã giảng ý nghĩa trọn vẹn của bốn vấn đề đó đến 84,000 chúng sanh chứng đắc đạo quả. Ngay cả Thiên Vương Đế Thích khi mà nghe pháp rồi đảnh lễ và bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thật là bất lợi cho chúng con khi ngài không dạy bảo chia phước thí, phước thí về pháp cao quý như thế. Kể từ nay trở đi, xin ngài từ bi phán bảo chi tiêu hãy chia phước pháp thí đến cho chúng con. Nhận lời tính cầu của Thiên Vương Đế Thích, Đức Thế Tôn mới dạy các vị tỳ khưu rằng: Này các tỳ tỳ khưu, kể từ nay trở đi, khi mà các ngươi thuyết pháp hay dạy pháp hoặc đàm luận về pháp, chỉ đến sự tùy hỷ pháp thì các ngươi nên chia phước đến tất cả chúng sanh. Đó là cái bài Gia Đề Quá Ta ha, quý vị nhớ. Khi mà chúng ta nghe pháp thì chúng ta nên hồi hướng đến tất cả chúng sanh, trong đó có chư thiên. Cái bài Gia Đề Quá Ta Sanh Tí Quý Hà ha, các vị quan hỷ ha. Thì các thứ hai tuần tới, chúng tôi sẽ hướng dẫn lại cho quý vị hai cách đọc để thỉnh pháp sư, một cách theo dòng kinh, một cách theo dòng kệ. Đó là thứ hai tới. Nhưng mà còn bây giờ, câu Phật ngôn 354 cho chúng ta một ý nghĩa như thế nào? Đế Thích cầu xin giải bốn điều: thí nào là thí thật cao siêu, vị nào, hỷ lạc nào cao nhất, ái diệt vì sao gọi tối siêu. Phật rằng: Pháp khí thí cao siêu, pháp vị ngon hơn các vị nhiều, pháp thí đáng kêu vì tối thắng, ái diệt vòng đau khổ chức tiêu. Rồi, bây giờ chúng tôi bận công việc ha. Với câu Phật ngôn này, sau khi nghe duyên sự, quý vị cứ bàn cãi ha, cứ tranh luận làm sao hết giờ là tốt. Rồi những cái thắc mắc thì quý vị có thể giữ lại, và khi mà rảnh rỗi thì chúng ta đem ra để thảo luận tiếp ha. Rồi bây giờ xin nhường mic to lại cho quý vị, chúng tôi có công việc rồi, quý vị thông cảm ha. Xin mời bàn tay của quý vị. Dạ, sa thú đành thai, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ tri ân ngài Chí Đức đã từ bi hoan hỷ giảng dạy từ vựng và duyên sự câu pháp của kinh số 354. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, lúc nãy ngài nói là cho bàn cãi, nhưng mà khoan bàn cãi thôi nha, ngu gì. Cho Nhật Quỳnh xin thông báo một điều. Lúc nãy Nhật Quỳnh có xin phép ngài rồi, nên Nhật Quỳnh xin phép con, xin phép Đại Đức Pháp Trang. Con xin phép ngài Trí Đức và Đại Đức Pháp Trang cho con xin thông báo một việc. Việc này là của chung, không phải của con. Nhưng mà con thấy con có bổn phận phải thông báo, và con cũng đã xin phép với Đại Đức Pháp Tính luôn. Đạo tràng còn nghe được âm thanh Nhật Quỳnh phải không quý vị? Con mất tiêu rồi. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh xin cáo là chùa Bù Đức.
có nhiều vị thí chủ người ta không có đủ khả năng để làm thí chủ dân y khai thiên á năm 2000 rồi, dư hết một số 2 rồi quý vị. Quý vị quan hỷ nha, để cho Nhật Quỳnh sửa lại. Làm tới làm lui, làm xuôi làm ngược, bây giờ cũng dư một cái số 2. À, chủ đức do Phật tử thấy yêu cầu. Dạ, đúng rồi, dạ, máy này nó dởm lắm rồi, nó giống chủ hết đó. Dạ, do Phật tử yêu cầu nên là Đại Đức Pháp Tính đã cho coi như là thí chủ phần hùng. Dạ, là tính theo tiền Việt Nam thì 1 triệu và tính theo tiền nước ngoài thì 50 đô, nhưng mà chỉ để một cái cổ phần đi thôi, có thể mấy vị làm một cổ phần cũng được hết, chứ không phải cứ là mỗi một vị phải là một cổ phần, và 2 vị, 3 vị, 4 vị là tùy theo khả năng thì của ít làm nhiều góp tay nhau thì cái buổi dân y Katina ở chùa Bù Đức sẽ được thành tựu. Dạ, nên lúc nãy Nhật Quỳnh có xin phép ngài rồi, nên mới dám đưa cái thông báo này lên. Dạ, Nhật Quỳnh xin kính mời đạo tràng. Dạ, mời những vị có mặt hôm nay cũng như những vị vắng mặt nghe được tin này thì chung tay hùng phước gửi về địa chỉ của Đại Đức Pháp Tính. Dạ, quý vị vui lòng. Dạ, không sao, trà khúc ở Việt Nam đi thẳng lại chùa Bồ Đức ngang trà khúc ngang đây chùa Bồ Đức đây Giang Nhật Hà ơi, đó địa chỉ liên lạc để Đức Pháp Tính thế danh Phạm Lý Bạc Sơn, phone 0933143040. Dạ, chùa Bồ Đức C61A đường Huỳnh Nhan Nghệ, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Dạ, Nhật Quỳnh kính mong tất cả quý anh chị em đạo hữu chúng nhau lại chơi ít người nhiều, cả công người của, để cái buổi dân nghi Katina ở chùa Bù Đức được hoàn mãn tốt đẹp. Mà cái thứ hai nữa đó là chùa Bù Đức là ngày chót của mùa dân y, quý vị, rằm tháng 10 là ngày chót của mùa dân y, nên là út ép hết á. Nên đáng lẽ là xin Nhật Quỳnh xin phép phía sư thông báo tuần trước nữa kìa. Dạ, báo trước. Dạ, nhưng mà sư bận quá. Dạ, sư nói hơi gì làm đi rồi đưa sư coi lại. Dạ, Nhật Quỳnh đã làm và đưa làm cái chữ banner này và đưa cho sư coi. Sư nói được rồi, để sư tính. Tưởng sao sư để tới mấy tuần luôn. Nên nói sư ơi, tại vì có nhiều vị trong này có nè. Có cái vị này hỏi Nhật Quỳnh, Nhật Quỳnh nó khoan, Nhật Quỳnh nghe sư nói để Nhật Quỳnh hỏi lại cho chắc, rồi Nhật Quỳnh mới làm cái banner này lên. Thì Nhật Quỳnh có bạch với sư là sư ơi, có nhiều vị hỏi con là chùa năm nay như thế nào, thì con nghe phong thanh nên con cũng không rõ lắm, nên con phải hỏi sư. Sư nói sư bận quá nên kính mong đạo tràng hoan hỷ. À, chú Khá ơi, chú Khá nhớ năm nào, năm ngoái hả? Dạ, về dân y mới đây mà đã 1 năm nữa rồi hả chú Khá? Dạ, năm ngoái Nhật Quỳnh về dân y gặp chú Khá nè, rất là hoan hỷ luôn. Rồi, dạ, bây giờ Nhật Quỳnh, bổn phận Nhật Quỳnh đã xong. Dạ, kính mời bàn tay quý vị có thể chia sẻ câu pháp cú Quỳnh hôm nay, hoặc là như thế nào cũng được. Nếu mà vị nào không tiện mà gửi thẳng về Việt Nam, nếu ở nước ngoài, có thể là đôi bức khoan ha. Đại Nhật Quỳnh hỏi xin phép Đại Đức Pháp Tính nhà trà khúc nha. Chứ mà chưa có lệnh Nhật Quỳnh không có dám. Dạ, để Nhật Quỳnh hỏi lại Đại Đức Pháp Tính coi sư có đồng ý cho đưa lên Facebook không. Tại vì một số thí chủ đó trà khúc, người ta rất là muốn, mong muốn. Dạ, nhà xin sư, nhà để một chút nữa Nhật Quỳnh canh giờ muốn gọi về chư trí chư đức lên ai quên nhà sư Pháp Tính thì Nhật Quỳnh phải canh giờ dữ lắm. Dạ, canh vậy mà cũng không có được đúng lắm đâu,
Nhiều khi gọi 3-4 lần sư mới gọi lại lần, tại sư quá nhiều việc. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, vậy bây giờ thì Nhật Bình kính mời đạo tràng nha. Vị nào có cái điều chi thắc mắc về pháp cú hoặc là về cái đại dân y ngày hôm nay thì có thể chia sẻ. Nhật Bình biết đâu Nhật Bình trả lời tới đó, còn cái gì Nhật Bình không biết Nhật Bình sẽ hỏi lại Đại Đức Pháp Tính. Dạ, giờ kính mời đạo tràng. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Trang, các cô tu nữ và quý Phật tử. Sư hô biến, sư biến mất tiêu rồi. Dạ, cảm quý vị nghe tôi rõ không? Mà cái này tôi có thắc mắc là sư cho người ta kêu lên làm cúng Katina giống vậy, thường là cái này là không có được nói cho ai biết hết. Người nào muốn cúng thì tự động là chùa nói trước để cứu, mà kỳ này đã lên trên đài mà cần sự góp hết trơn vậy á. Không biết có đúng được không ha. Thứ nhất tôi không biết dành nha, thắc mắc hỏi thôi, tại nghe mấy sư kia nói giống vậy. Khi mà làm muốn kêu ai cúng dường á là không có kêu, mấy sư không có kêu gì hết á, chỉ mình tự nhiên Phật tử họ biết họ lại cúng dường thôi. Năm nay Covid làm không được suôn sẻ ha, là vấn đề đó, tôi chỉ thắc mắc vậy thôi. Nhưng mà mình thấy hôm nay lên thì tôi lên chia sẻ cái câu này đi. Dạ. Cái câu 354 này đó thì đó là một sự đánh dấu mà Đức Phật giảng cho chúng ta biết, giảng cho mấy chư thiên ở vô trời Đế Thích Sắc Cá đó. Thì những cái câu hỏi mà bốn câu hỏi mà các quý vị ở cung trời ta quá kim xá đó là gì, 33 ha, cung trời 33 hay là vua trời Đế Thích ha, thì chính cái những cái cớ sự này mà Đức Phật dạy cho chúng ta biết cách đó hồi hướng khi làm phước cái gì, hồi hướng lại. Thì trong cái bài này là như vậy. Cái điều quan trọng là cái hồi hướng. Với lại Đức Phật giảng cho tất cả các câu hỏi của chữ thiên này, các vị chữ thiên này. Phật tử kêu mà sư đâu có kêu, nhưng mà sư cho sư đồng ý thì mới cho lên trên đài mà kêu chứ. Ok, chuyện đó bỏ qua đi. Thôi, chuyện nhỏ thôi. Ok. Cúng dường cũng được, người nào có phước có lòng thì cúng thôi, không có chuyện nhỏ. Thì tôi chỉ hỏi thắc mắc vậy thôi, thấy nó không có đúng lực chấm vậy, hiểu không? Bây giờ chia sẻ cái này đi, còn mấy phút là nói cho rõ đi. Pháp thí thắng mọi thí, pháp thí thắng mọi thí có nghĩa là khi mà mình chia sẻ những cái pháp mà mình biết, những cái pháp mà mình biết cho những người khác thì gọi là pháp thí. Nhưng nó không dễ giống vậy đâu. Tôi đọc trong cuốn sách của Ngài Hộ Pháp á, Hộ Pháp Chùa Viên Không á, pháp thí này nó thắng mọi pháp thí. Khi nào mình nói một câu pháp, một bài pháp nào mà mình giảng rõ, mà rõ rõ hết cái phần chính trong nó và làm cho những người nghe họ hiểu cái câu của mình nói như thế nào, họ hiểu cái câu đó như thế nào và họ qua hỷ, họ hiểu cái pháp đó thì mới tròn đủ mới gọi là pháp thí được. Chứ mà nói ở đời là vô thường, ở đời là đau khổ, đời là các pháp đều vô ngã, các pháp đều vô thường chẳng hạn như vậy thì nó không có cái gì. Phải làm sao cắt nghĩa cho này nghe rõ hiểu thì mới gọi là pháp thí, mới tròn đủ cái câu gọi là pháp thí. Chẳng hạn khi mà Đức Phật giảng một câu nào đó thì tất cả các chư thiên này hiểu hết như vậy, hay là các vị sư họ giảng một câu nào, một bài kệ nào của kinh, trong kinh mà của Đức Phật đã nói mà làm cho chúng sanh hoan hỷ, hiểu rõ cái câu ý nghĩa này thế nào thì mới gọi là pháp thí đó quý vị. Chứ không phải lên nói này nói kia là gọi là pháp thí đâu, nó không có đơn giản giống vậy. Nhưng mà đối với chúng sanh bây giờ đó, có nhiều khi mấy vị sư giảng rất cao, những bài giảng cao mà những có nhiều vị Phật tử không có hiểu những cái bài thâm sâu thì những người đó cũng đâu có hiểu nổi đâu.
thành ra rất là khó. Bởi vậy pháp của Đức Phật đó, thường là mấy vị càng học, mấy học mà vị mấy vị mà học cao giỏi lên đó, người ta thường không có trả lời đâu, người ta không có ít đi giảng pháp lắm. Chỉ có những người giảng giảng cho nói tâm lý thì nhiều cho mình biết vậy thôi, chứ quý vị đó không có giảng nói bậy nói bạ, không có nói không có đụng đâu, gặp đâu mà nói đâu. Bởi vì pháp của Đức Phật không có chip, không dễ dàng mà gặp đâu. Tại vì cái pháp khi mà nói ra một cái, những người có duyên có đủ ba la mật thì họ mới có gặp được pháp của Đức Phật. Mà cái ba la mật đó của họ có nhiều không, có ít không? Một bài pháp bốn câu như công kinh pháp cú này, có người nghe thời bây giờ cũng vậy, có người nghe không hiểu gì hết trơn, có nhiều heo hiểu sơ sơ, hiểu có bề mặt, có người nghe hiểu thâm sâu hơn, có nhiều nghe thì đắc đạo luôn trong cái thời Đức Phật đó. Thì một bài pháp đó nó cũng tùy theo cái sự hiểu biết cũng như tùy theo cái ba la mật của cái người nghe đó, nó không có dễ. Thì trong đây tôi chỉ nói đại khái thôi, nó cũng gần hết giờ. Thì pháp vị thắng mọi vị. Khi mà con người mà thâm hiểu vô cái pháp của Đức Phật, họ ngắm, họ trầm mình, họ trầm mình trong cái pháp đó, họ hiểu thâm sâu đó, họ coi nó như thế nào đó, trong đó họ lắng động, họ hiểu trong đó, thì cứ gọi là cái vị, không phải là cái pháp mà nó có mùi vị, mà tức là họ hiểu thâm sâu vô đó cái nội dung cái thâm sâu của pháp, họ hiểu đó thì gọi là pháp vị thắng mọi vị đó. Thì pháp hỷ thắng mọi hỷ, hỷ thì theo tôi hiểu á, thì mấy người mà hạnh thiền họ đắc từng thiền á, thì họ an lạc trong đó đó, họ quan hỷ, họ an lạc trong đó, thì có nghĩa là pháp hỷ đó. Còn ái diệt thắng mọi khổ, dĩ nhiên ái dục đó là tập đế, đó là nguyên nhân của các sự khổ. Thành ra nếu mà diệt được sự cái nguyên nhân sự khổ này, chỉ có diệt là đạo đế thôi. Thì đạo đế là đắc chánh đạo rồi, mà chỉ có vị thánh, chắc vị thánh nhân mới đạt được cái mức độ này. Khi các vị ấy diệt hết cái sự tham lam ham muốn đó, thì chỉ có cái sự minh mẫn, cái trí tuệ của mấy vị đó thì mới diệt được thôi. Mà chỉ có cái gì mới diệt được đắc chánh đạo thôi, tức là đạo đế đó, thì người thường sao diệt được. Thì Đức Phật nói câu này không có chữ nào thiếu, không có chữ nào dư, rất là rõ ràng giống vậy. Bây giờ hết giờ ha, chia sẻ nhiều đó đủ rồi ha. Cái gì ít tiền nhưng mà nói Phật tử, nói biết không biết đâu, biết chùa không có thí dụ, cái này không biết ha. Thôi bây giờ cũng hết giờ rồi, tôi cũng chia sẻ nhiều đó cũng đủ rồi ha. Chúc quý vị luôn ăn vui ha. Dạ, gặp lại lần tới nha. Xa thú ha. Dạ, xa thú, kính cảm ơn Thích Kim đã chia sẻ. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa đạo tràng. Tại cũng có những vị BM cho Nhật Quỳnh hỏi vấn đề này. Dạ, Nhật Quỳnh xin phép được vài phút để trình bày rõ. Là từ lúc mà chùa mới dân y năm ngoái, thì một số thí chủ, người ta lớn tuổi rồi, người ta mong muốn được làm thí chủ, nên người ta xin với sư là cho ta làm thí chủ phần hùng. Thì thí dụ như bây giờ thí chủ mỗi người đóng góp bao nhiêu đó, bao nhiêu thì không biết, tùy theo khả năng, nhưng mà sư muốn làm một cái cổ phần gì 50 hoặc 1 triệu để cho dễ ghi sổ thôi. Rồi khi đó thì khi mà tới lễ dân y thì bắt thăm thí chủ đồng bắt thăm, vị nào trúng y thì đổi y, trúng bát thì đổi bát, trúng một cái điều kiện nào trong cái buổi dân y thì cái vị đó làm việc đó, chứ không phải là sư đưa ra yêu cầu. Nên nói cho rõ ràng một chút để sau này không có nha, Nhật Quỳnh bị rầy tội nghiệp. Là tại vì thí chủ người ta sinh từ đầu năm ngoái rồi, vừa dân y xong là người ta đã xin rồi, nhưng mà một mình người ta thì người ta không, ví dụ như một nhóm 10 người hoặc 15 người đi, người ta không đủ khả năng để làm thí chủ, nên là người ta xin với sư cho đồng làm thí chủ, thì người ta cho mình góp phần vô. Dạ, góp phần vô để mà cái buổi lễ được hoàn chỉnh tốt đẹp.
Tại vì là cuộc lễ đâu phải mình cúng dường cho vị tăng đó đâu, mình cúng dường cho chư tăng mà. Mà nếu mà khả năng, thí dụ Nhật Bình đi, rất ước ao làm thí chủ, mà mình già rồi, mình đâu có tiền nhiều, năm ba chị em góp lại cũng không có đủ số tiền, thành ra mới xin với sư để mà làm đồng thí chủ, thì góp nhau lại, rồi tới ngày hôm đó thì sư sẽ viết thăm, hoặc là một người trong ban điều hành đó, người ta sẽ viết thăm, rồi cứ xong phẳng, ai cứ bắt cái thăm nào trúng đội y dòng 1, dòng 2, dòng 3, đội bác dòng 1, dòng 2, dòng 3, hoặc là vân vân, thì là như vậy. Và thành ra là Nhật Quỳnh xin phép mới được bày tỏ rõ ràng nha, để cho khỏi có phải vướng mắt như học trò 68 tuổi này nói nè. Tại vì 68 tuổi rồi nên cũng thông cảm với Nhật Quỳnh nha, nên là không có phải là sư đứng ra kêu gọi, mà cũng không phải Nhật Quỳnh kêu gọi, mà Nhật Quỳnh chỉ đại diện cho thí chủ Phần Hùng để kêu gọi vậy thôi. Dạ, vị nào hoan hỷ thì cứ hùng vô nha. Rồi nếu ở Việt Nam, thí dụ như Trà Khúc đi, ngày đó lên mắt thăm đi, biết đâu may mắn trung y thì sao Trà Khúc. Thí dụ vậy ha. Dạ, tại vì Nhật Quỳnh chia sẻ một điều quan hệ đối với Nhật Quỳnh đó, biết không quý vị, không có đi ha, biết không quý vị, hồi xưa đó, nhà chắc trễ mấy phút rồi, con xin phép ngài Trị Đức đừng cho con ăn cháo lương. Hồi xưa đó, lúc đó lâu lắm rồi, nhà Nhật Quỳnh cũng đang khó khăn lắm, nhưng mà Nhật Quỳnh đi chùa Phước Sơn, cái Nhật Quỳnh thấy có cái thùng để là xây chùa Việt Nam ở Ấn Độ đầu tiên, mà chùa bên Nguyên Thủy. Nhật Quỳnh lúc đó nhớ có mấy chục ngàn bạc à. Dạ, Nhật Quỳnh để vô cái thùng Hùng Phước, mà nghĩ nghe xây chùa thì mình Hùng Phước thôi, mình đâu có nghĩ rằng chuyển khoản hả. Để Nhật Quỳnh coi lại cái ấy cho Nhật Quỳnh chuyển khoản. Dạ, không biết trong năm này Nhật Quỳnh có ghi không, để coi Nhật Quỳnh, nếu không có Nhật Quỳnh sẽ đưa cái số tài khoản lên sau nha. Dạ, thì coi như là Nhật Quỳnh nghĩ cái đâu có bao giờ mình có thể đặt chân đến tới cái nước Ấn Độ đâu, thật tình là không có bao giờ nghĩ hết. Nhưng mà quý vị biết không, một duyên mai nó lạ lùng lắm. Tới năm đó Nhật Quỳnh, Trà Khúc biết năm đó Nhật Quỳnh đi đó, là Nhật Quỳnh kêu bằng dám quỳ trước bằng Phật cho con được đi đến đảnh lễ bốn nơi động tâm của ngài, con có hết tuổi thọ con cũng hoan hỷ. Thì Nhật Quỳnh đi được. Dạ, Nhật Quỳnh đi được thì đi được, quý vị biết không, người ta thí chủ ở Việt Nam lúc đó sư Thiện Minh dắt đi ở Trà Khúc, dắt một đoàn đi tới mấy chục người. Dạ, dạ cảm ơn học trò rất là nhiều. Cháu đi mấy chục người, rồi thí chủ người ta xin dân y từ Việt Nam, rồi người ta qua đó là người ta đã sắp sẵn hết. Cái Nhật Quỳnh quan hỷ quá. Mất mạng được Trà Khúc. Nhật Quỳnh quan hỷ quá, cái Nhật Quỳnh hùng vô. Nhật Quỳnh nhớ, Nhật Quỳnh hùng có 200 đô, mà người ta làm tới mấy ngàn đô lần bây giờ. Quỳnh hùng có 200 đô, nhưng mà Nhật Quỳnh may mắn giờ chót luôn đó nha. Nhật Quỳnh đúc thăm được đội y dòng bà. Mà bây giờ lúc nào cũng cứ hãy ngồi mà tĩnh tâm lại là nhớ được mình đội y dòng ba ở chùa Đại Lộc, nên rất là hoan hỷ, rất là hoan hỷ luôn quý vị. Nên mà cái thí chủ Phần Hùng này Nhật Quỳnh rất là hoan hỷ. Dạ, biết đâu mình có được cái duyên mai để mình có thể được đội y hay đội bác, hoặc đi Phật thôi cũng hoan hỷ rồi. Dạ, bây giờ thì đã hết giờ rồi, và con xin phép được hồi hướng. À, rồi có người cho Nhật Quỳnh cái số tài khoản của sư ra đây. Dạ, tại vì hôm đó người này xin Nhật Quỳnh đốc cuộc, Nhật Quỳnh quên, bây giờ có người đưa số tài khoản. Dạ, vậy nào cần cái số tài khoản Nhật Quỳnh đưa luôn cái tên là Kim Dung rồi. Xin lỗi Kim Dung nha. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ, bây giờ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh hồi hướng sau khi mình học pháp ngày hôm nay ạ. Nam Mô Bích Tha. Dạ, chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã học pháp ngày hôm nay, đến với chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama.
được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với tất cả chư thiên, phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa diêm vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, chùa Phước Quang, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền. Cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này, sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tôn đức pháp thể kinh nang, bờ đề tâm kiên cố, đạo quả sớm viên thành, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng, chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài. Xin hãy hoan hỷ thọ dụng nồng đều nhau cả thảy. Ý đăng quân nhân ni ban nát sa bát cha yo hô tu. Ý đăng quân nhân ni ban nát sa bát cha yo hô tu. Ý đăng quân nhân ni ban nát sa bát cha yo hô tu. Một lần nữa, chúng con thành kính đảnh lễ tri chân ân chư tôn đức. Quý ngài đã quan lâm vào rung chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Kim Nhung ơi, có cái chi nhánh không Kim Nhung? Không có thì có gì để ngày mai nha, Trà Khúc Ngàn Nhật Quỳnh chuẩn bị sẵn ngày mai giờ của Quỳnh ấy là bữa thứ bảy. Dạ, yeah. Yeah. Thứ bảy Nhật Quỳnh sẽ coi lại nha. Dạ. Yeah. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân quý ngài đã quan lâm vào room chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được đến với quý ngài. Cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp, kệ kinh, hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc ngài trí đức thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành rơm Phật giáo Nam truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu ngày mai quan lâm vào rơm theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ rơm có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu, hãy từ bi hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân với ngài. Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng, với anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho rơm Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bích Tha Giá. Con kính chúc quý ngài, Nhật Quỳnh kính chúc với anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Và cảm ơn Trà Khúc, cảm ơn đạo tràng. Con xin phép được xuống mít đạo.